nay không lạnh lắm mọi người ạ. Mà bị cái là mưa, rất là mưa luôn. Bây giờ bọn mình sẽ đi vào Marché de Noël. Đây đây thì có một cái quầy bán hạt dẻ nóng. Sao quay vào đây? Thơm quá mọi người ơi. Đây là cái phô mai chảy này. Bây giờ mình với anh Quang sẽ đi một vòng để tham quan trước, sau đấy thì bọn mình sẽ neo lại ở một cái hàng ăn uống. Anh Quang hôm nay vừa mới xếp chỉ xong nên là chắc chỉ có ăn được khoai tây nghiền thôi. Anh Quang, tí nữa em vào kia xong anh Quang quay em nhé. Tóc mới nha, tóc mới, tóc mới đây. Khổ, đau khổ. Sao lại tóc như này? Khổ quá, đừng quay em. Nhưng mà tại sao? Cái rác này dành cho ai đây? Cho salon nào? Vọng quá. Không, không nhưng mà trong một lúc rất là mới đấy. Nhiều lúc đấy. Hôm qua về phải nhiều zoom cắt lại mà. Chúng mình đã có thức ăn rồi. Trong lúc anh Quang đi cắt sandwich thì sau đây là chuyên mục múc bang của hai anh em tươi. Thì tóc này giống thằng Trọng Thuận quá. Thuận Nguyễn. Cái thằng mà Thuận Nguyễn luôn. Không phải, không phải. Thằng Thuận iPhone đời nhà mình ý. Anh cũng bao lâu đó? Không còn lâu nhưng mà thỉnh thoảng nó cứ hiện lên. Ôi dồi, chấm anh. Em sẽ ăn miếng bé hơn. Đây là sandwich. Đấy đấy. Thật sự luôn đấy, khó đấy quá. Mẹ rằng cái này ra chắc là cũng đi đời luôn. Ra bác sĩ mổ hay bác sĩ niềng? Niềng. Ôi dồi, anh ấy cái đường đi phức tạp thế. Ê ngồi. Tuyệt vời đấy. Hay là mình đói. Cũng cả đói đấy. Nó cũng ngon thật mà. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình đã quay trở lại sau mấy ngày ốm. Thì mấy hôm vừa rồi mình kiểu bị sốt cao, xong rồi phải uống thuốc rất là nhiều. Đợt này Paris rất là lạnh, nhiệt độ lúc nào cũng dưới 0 độ C. Lý do là vì cơ thể mình không có adapt kịp với cả cái nhiệt độ lạnh đấy của thời tiết, nên là ốm khá là nặng. Cái giọng của mình cũng chưa quay trở lại bình thường. Thì nửa tiếng nữa mình sẽ có một cái cua tiếng Pháp với cả giáo viên người Pháp luôn. Đây là cái lớp tiếng Pháp mà công ty mình đã đăng ký cho mình học. Rất là may mắn vì là công ty có hỗ trợ tiền học tiếng Pháp, dạy kèm thêm, bổ túc thêm cho mình, để mình có thể là kiểu giao tiếp một cách tự tin hơn. Cái giọng của mình hiện tại thì rất là perfect để nói tiếng Pháp. Tí nữa thì mình sẽ đưa mọi người vào học thử với mình một đoạn. Học xong rồi khoảng 5-6 buổi gì đấy thì mình sẽ gửi một cái feedback đến công ty của mình. Vì công ty của mình cũng kiểu khi mà người ta pay tiền thì người ta cũng muốn biết ra cái chất lượng giảng dạy của giáo viên đấy như thế nào, để về sau còn thuê cho các nhân viên khác nữa ấy. Mình sẽ học với cô ở trên Skype. Thì bây giờ mình sẽ say bonsoir. Thì mọi người sẽ được nghe mình nói tiếng Pháp ngay sau đây. Bonjour. Ça va, c'est bien, et vous? Super, je peux dire Cathy? Oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Ok, ok. Enchantée, donc Sabine. Oui, enchantée. Vous habitez où? Maintenant, j'habite en banlieue de Paris. C'est une petite ville juste à côté. C'est Sartrouville. Je ne sais pas si... Dans le 78. 78, oui, c'est ça. Sur la ligne RAA.
Je suis tombé malade depuis 15 jours à cause de la température, elle est trop basse. Donc c'est pourquoi mon corps il peut pas s'adapter tout de suite avec le temps. Oui. Au Vietnam, on n'a pas l'hiver comme ça. C'est vrai. Oui. Par rapport à Paris, oui, j'aime bien. Je l'aime bien. Et, c'est pourquoi j'ai décidé de rester pour longtemps à Paris, en France. Ouais. D'accord. Super. Ouais. C'est très bien. C'est une très très bonne idée. C'est un changement culturel assez marqué. Entre le Vietnam et la France, il y a vraiment un univers. Et c'est formidable que vous fassiez ça. Ouais. Donc, bravo. Quay à? Chào mừng đến với nhà của chúng tôi. Cái nhà đây em nhiều người lắm đúng không? Đúng rồi. Em có em trang mai gì đúng không? Không.
Nhiều người đi lâu rồi luôn, nghỉ phép rồi. Nhiều người bị block luôn ở trong nhà luôn.